điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện 198 đang cấp cứu, lọc máu cho một bệnh nhân 20 tuổi là sinh viên, khởi bệnh ban đầu bị sốt xuất huyết. Theo đó, bệnh nhân ở nhà bị sốt cao, đau đầu, mệt mỏi nên tự mua thuốc hạ sốt về uống. Sau 3 ngày, bệnh nhân đỡ sốt nhưng vẫn ăn uống kém, mệt nhiều. Tuy nhiên sau 4 ngày, tình trạng sốt cao trở lại, kèm theo khó thở, tiêu chảy nhiều lần và ngất xỉu nên được bạn đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và nhận thấy bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh 140 lần một phút, huyết áp tụt 85/50mm thủy ngân, sốt cao 40 độ C, oxy máu tụt 80-86%, da niêm mạc nhợt, vàng da, vàng mắt, không xuất huyết dưới da, có kèm theo viêm phổi. Đồng thời, bệnh nhân còn có tình trạng bụng trướng, gan to, lách to. Không may, bệnh nhân lại còn có tiền sử bệnh alpha thalassemia thể nặng từ khi còn nhỏ nhưng đã lâu không đi khám, không điều trị. Ngay sau khi vào khoa điều trị tích cực và chống độc, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào hôn mê, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và được các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc đanh kèm sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi bội nhiễm biến chứng suy đa tạng, suy tuần hoàn, suy gan cấp, rối loạn đông máu, suy thận thiểu niệu. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm thấp còn 44.000, men gan tăng từ 1.300 đến 4.500, chụp CT ngực tổn thương viêm phổi hai bên. Đến nay, bệnh nhân được điều trị ngày thứ tư, được thở máy, lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền dịch, truyền chế phẩm máu, kháng sinh, vận mạch. Một số chức năng cơ quan của bệnh nhân có cải thiện, tuy nhiên nhìn chung, tình trạng bệnh vẫn rất nặng, tiên lượng nguy cơ tử vong vẫn còn cao. Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Trung Dũng, khoa điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện 198 cho hay, trường hợp bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết này rất không may là bị bội nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và bị sốc nhiễm khuẩn rất nhanh do có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Khoa chúng tôi thì là sau khi được tiếp nhận một bệnh nhân thì nam 20 tuổi được chẩn đoán là sốt xuất huyết, thì qua quá trình hội chẩn và nhận định được là chúng tôi nhận định là bệnh nhân đã rơi vào cái tình trạng của sốc do sốc đanh do sốt xuất huyết gây ra. Một trên nền một bệnh nhân là bệnh thalassemia, thì cái quá trình bệnh thì là bệnh nhân đã bị nhiễm thalassemia từ bị bệnh thalassemia từ rất nhỏ, nhưng quá trình điều trị từ chỉ giai đoạn từ thời dưới 10 tuổi thôi, sau đó là bệnh nhân đã không theo quá trình điều trị nữa. Và ấy thì sau đó là một cái quá trình bệnh của tiền sử bệnh của bệnh nhân. Đến cái giai đoạn phía sau thì là bệnh nhân thì này ở nhà bắt đầu biểu hiện có những cái sốt ngày thứ 3 của bệnh, tự mua thuốc điều trị ở nhà. Đấy, trong đó có những cái thuốc hạ sốt để điều trị ở nhà thì bệnh có đỡ sốt, nhưng mà bệnh nhân có biểu hiện là sốt lại thì đã được gia đình đưa vào bệnh viện để khám và điều trị. Thì qua quá trình khám và điều trị, tôi nhận định là bệnh nhân đã là rơi vào cái tình trạng của sốc do đanh, sốc do sốt xuất huyết gây ra trên nền một bệnh cảnh của thalassemia. Thì cho qua hồi sức tích cực đã có huy động tất cả nguồn nhân lực vào để cứu chữa bệnh nhân, trong đó để giải quyết vấn đề tình trạng của cái sốc đanh. Trong quá trình điều trị của ngày thứ 3 của bệnh, tôi phát hiện bệnh nhân có tình trạng của một cái sốc nhiễm khuẩn kết hợp và kèm theo là tình trạng suy đa tạng rất nặng, trong đó có suy gan, suy thận và suy hô hấp, suy tuần hoàn là quan trọng nhất. Thì trong quá trình điều trị thì chúng tôi đã sử dụng tất cả những cái trang thiết bị máy móc hiện đại nhất của để điều trị cho những trường hợp sốc đanh và sốc nhiễm khuẩn, trong đó có những cái hệ thống lò máy lọc máu liên tục và hệ thống lọc thay huyết tương. Đấy, thì bây giờ hiện tại thì bệnh cảnh ngày thứ 3 trong quá trình điều trị thì bệnh nhân vẫn đang duy trì được lọc máu liên tục và các cái hệ thống tuần hoàn thì đang được hỗ trợ bằng các cái hỗ trợ thuốc vận mạch, và chức năng thận thì đang được giữ bằng hệ thống lọc máu liên tục. Còn quá trình suy gan thì chúng tôi đã áp dụng một kỹ thuật thay huyết tương để giải quyết cái tình trạng của cái suy gan cho bệnh nhân để chờ quá trình điều trị khả năng hồi phục được của bệnh nhân. Cũng chia sẻ về lọc máu cho bệnh nhân, bác sĩ Trần Trung Dũng cũng cho hay hiện bệnh nhân đang được chạy máy lọc máu liên tục để điều trị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải thay huyết tương nhiều lần cho bệnh nhân với thể tích huyết tương lớn. Thì cái hệ thống mà lọc máu liên tục ấy, thì nó áp dụng cho rất nhiều mặt bệnh khác nhau. Trong đó với bệnh nhân này thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống máy lọc máu là lọc máu liên tục để điều trị thứ nhất là trường hợp sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Cái thứ hai là sử dụng máy lọc máu để chúng tôi thay huyết tương cho bệnh nhân. Đấy, với những trường hợp như thế này thì chúng tôi đã áp dụng ngay khi tiếp cận bệnh nhân, chúng tôi đánh giá được một cái tình trạng của cái sốc đanh và sốc nhiễm khuẩn kèm theo suy đa tạng. Chúng tôi đã phải áp dụng ngay vào theo chỉ đạo của lãnh đạo khoa thì và bác sĩ điều trị, chúng tôi sẽ vào lọc máu luôn ngay từ đầu. Cái quá trình là cứu chữa bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn và
suy đa tạng trong đó có suy gan ấy, thì ngoài áp dụng cái thuật lọc máu liên tục ra, chúng tôi thì là sử dụng thêm là để hỗ trợ cho vấn đề về cải thiện giải phóng, hỗ trợ để đào thải các cái cytokine nhiễm khuẩn và các cái hỗ trợ cho cái chức năng gan thận. Thì ngoài chúng tôi áp dụng thêm cái hỗ trợ là thay huyết tương để cho để đảm bảo được cái chức năng của cái gan. Khi trên nền một bệnh nhân suy gan như thế này thì đó là cái quá trình thay huyết tương. Thì qua quá trình thay huyết tương ấy thì chúng tôi là bản thân nó phải có chỉ định, có nghĩa là cái dựa vào cái nồng độ bilirubin ở trong máu trong bao nhiêu thì là chúng tôi sẽ mới có chỉ định để thay huyết tương. Thì trong quá trình thay huyết tương thì chúng tôi đã phải huy động rất nhiều một cái thể tích huyết tương rất lớn, số lượng nó khoảng từ 5 đến 6 lít với trên nền một bệnh nhân như thế này. Thì chúng tôi đã phải dựa vào cái xét nghiệm đó thì người bệnh nhân thì hiện tại cái tình trạng của suy gan vẫn chưa được cải thiện, nên là chúng tôi sẽ phải thay huyết tương trong nhiều lần, và tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân thì chúng tôi sẽ cân nhắc vào ngày nào thay huyết tương, chỉ định thay huyết tương vào thời điểm nào. Với số lượng mà huyết tương lớn như thế thì nó cần phải một cái nguồn lượng máu số lượng từ người cho rất nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại thì là cái số lượng máu ở cái kho máu nó cũng có hạn chế, nên chúng tôi đôi khi chúng tôi vẫn phải huy động cái số lượng huyết tương đấy từ bên phía Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hiện các bác sĩ liên tục theo dõi các chỉ số của bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Điều đáng nói, dù bệnh nhân đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu nhưng không làm cho các bác sĩ nản lòng, không mất đi niềm tin và quyết tâm cứu sống bệnh nhân. Bởi hơn ai hết, các thầy thuốc nơi đây đã từng chứng kiến những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc của bệnh nhân và người thân khi cứu sống được một bệnh nhân cũng trẻ tuổi, bị sốc đanh, có bệnh nền là bệnh thiếu máu tan máu thalassemia. Có thể nói, đó là sự hy vọng, niềm tin của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm túc trực trong phòng hồi sức, tích cực cấp cứu, điều trị, chăm sóc, theo dõi các chỉ số sát sao cho bệnh nhân dù chỉ còn một tia hy vọng. Quay trở về vấn đề phòng bệnh, bác sĩ Trần Trung Dũng khuyến cáo, hiện tình trạng sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều các bệnh nặng, vì thế việc phòng bệnh rất quan trọng. Đặc biệt, với những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, cần đến viện thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà. Nhiều bệnh nhân diễn tiến bệnh nặng, chủ yếu do điều trị tại nhà không đúng phác đồ. Đối với bệnh nhân có bệnh nền thalassemia là bệnh thiếu máu tán huyết di truyền hay thiếu máu tán huyết bẩm sinh, biểu hiện chính của bệnh là thiếu máu thì càng cần phải lưu ý hơn. Vì nguy cơ suy gan cao, nguy cơ nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu cao hơn, vì thế dễ rơi vào tình trạng sốc đanh và sốc nhiễm khuẩn. Bây giờ hiện tại là ở khu vực Hà Nội này thì chúng ta đã biết ấy, thì là cái bệnh dịch của sốt xuất huyết ấy, nó theo khu vực đấy, và dựa vào cái sự mật độ dân số nó đông thì là cái bây giờ thì và nó phụ thuộc vào môi trường nữa, có nghĩa là phụ thuộc vào thời tiết. Thì theo như mình biết thì là hiện tại cái môi trường như này cũng là một môi trường để cái dịch bệnh nó đang phát triển, nên là cũng chưa xác định được nó đã là đỉnh điểm của dịch hay chưa. Đấy, nhưng mà hy vọng khi mà thời tiết mà có thể lạnh hơn thì sẽ cái dịch này nó sẽ giai đoạn lui bệnh. Còn với những trường hợp mà bệnh nhân mà đã nhiễm mà đã bị nhiễm của virus đanh đấy, gây tình trạng sốt xuất huyết ấy, thì với những bệnh nền mà có những bệnh nền thì cũng khuyến cáo lên là những bệnh nhân có những bệnh nền nặng thì cũng cần phải đến nhờ viện chứ không tự điều trị tại nhà. Đấy, cái nhiều những bệnh nhân diễn biến nặng này chẳng qua là cái quá trình điều trị tại nhà nó không đúng theo một phác đồ nào cả, nên là có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Còn bên trên nền của bệnh nhân của chúng tôi thì là bệnh nhân có cái bệnh nền của một bệnh lý về máu, bệnh thalassemia. Thì thalassemia ngoài vấn đề mà tôi nhìn thấy nó là cái sự sa sút về trí tuệ cũng như về thể chất, thì là bệnh nhân hay để lại một cái tổn thương, đó là cái tổn thương gan. Tổn thương gan cho bệnh lý thalassemia. Đấy, thì là khi mà trên bệnh nhân này khi mà tình trạng của sốc nhiễm khuẩn hoặc là sốc đanh nó xảy ra thì nó dẫn đến khởi điểm của một cái bùng phát của một cái suy gan cấp tính. Đấy, và kèm theo là suy các cái khác, khi các cơ quan khác, và kèm theo nữa là cái tình trạng của những bệnh nhân mà có bệnh nền về thalassemia như này ấy, thì cái tình trạng và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những bệnh nhân khác. Nên là khi bệnh nhân này gặp phải khi mà kèm theo có cái sốc đanh ấy, thì nó sẽ rất dễ bị nhiễm khuẩn kết hợp và rơi vào tình trạng là sốc của đanh và sốc của nhiễm khuẩn kết hợp theo.